is all about. Mới đây, Rafael Nadal đã tiết lộ kế hoạch tham gia các giải đấu của mình, trong đó tay vợt Tây Ban Nha khẳng định sẽ tham dự Madrid mở rộng 2020. Động thái này của Nadal gần như đồng nghĩa việc vua đất nện sẽ bỏ qua US Open, bởi Madrid Masters khởi tranh chỉ một ngày sau khi Grand Slam sân cứng kết thúc. Nếu Nadal rút lui, US Open khả năng cao sẽ không có sự góp mặt của Big Three. Trước đó, Roger Federer tuyên bố nghỉ hết năm nay để hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Novak Djokovic nhiều lần đánh tiếng không muốn mạo hiểm sức khỏe ở tâm dịch New York. Trong cuộc phỏng vấn trên trang chủ F1, Sebastian Vettel đã đánh tiếng muốn tái hợp với Red Bull. Red Bull sở hữu chiếc xe đủ mạnh để giành chiến thắng. Tôi hiểu rõ sức mạnh của đội đua, tôi luôn khát khao cạnh tranh và giành thắng lợi. Nếu Red Bull ngỏ lời mời, tôi sẽ có thể gật đầu. Quãng thời gian khoác áo Red Bull là giai đoạn hoàng kim của Vettel, sau khi tay đua người Đức giành 4 chiếc vô địch liên tiếp kể từ năm 2010. Sau khi Ferrari xác nhận chia tay Vettel sau mùa giải năm nay, có thông tin cho rằng Red Bull sẽ cứu vớt sự nghiệp của người cũ. Tuy vậy, lãnh đạo Christian Horner đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời khuyên Vettel nên nghỉ ngơi một năm. Đại dịch Covid-19 khiến cho mùa giải thứ 10 của ABL bị hoãn vô thời hạn. Những động thái mới nhất từ các câu lạc bộ khiến cho giải bóng rổ số 1 Đông Nam Á có nguy cơ không diễn ra vào năm sau, thậm chí có khả năng giải tán sau gần một thập kỷ xuất hiện. Theo đó, Formosa Dreamers và Fullborn Braves đã quyết định tham dự giải chuyên nghiệp Đài Loan. Trước đó, Mono Vampire đã tuyên bố giải thể do nhà tài trợ, tập đoàn truyền thông Mono không còn đồng hành với câu lạc bộ. Với Sài Gòn Heat, nếu phải lựa chọn giữa ABL và VBA, đội chủ sân CIS sẽ ưu tiên cho VBA để giúp nội binh có cơ hội cọ sát nhiều hơn, qua đó chuẩn bị cho SEA Games 31. Việc Mike Tyson tái xuất đã nhận được sự ủng hộ từ phần lớn người hâm mộ quyền Anh. Tuy vậy, trong số này không có cao thủ thái cực quyền Ngụy Lôi. Võ sư này đăng tải đoạn clip Anthony Joshua chạm trán Andy Ruiz để mỉa Mike Tyson. Các nhà tổ chức không cho ông ta tự do tìm đối thủ mà sắp xếp trận đấu với Holyfield, người ở cùng độ tuổi. Một người hâm mộ chẳng biết gì cứ ca ngợi hết lời Mike Tyson, nói rằng ông ấy tuy già nhưng cú đấm thì không già. Vậy Mike Tyson có dám thách đấu với Anthony Joshua và Andy Ruiz không? Ý kiến của Ngụy Lôi vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng, đa phần cho rằng đang mượn danh tiếng của Mike Thép để đánh bóng tên tuổi. Edward, huyền thoại của tuyển CSGO Navy đã chính thức trở lại đấu trường chuyên nghiệp trong mùa Selecta, một đội tuyển mới thành lập với thành viên là các cựu player trong khu vực CIS. Edward bắt đầu thi đấu CSGO chuyên nghiệp từ những năm 2004 và từng được mệnh danh là Pistol King. Năm 2009, Edward gia nhập Navi và gặt hái vô vàn danh hiệu trong suốt gần 10 năm khoác áo vàng đen. Tuyển thủ này từng góp mặt trong danh sách 20 player xuất sắc nhất năm do HLTV bình chọn vào năm 2010, 2011 và 2013. Ở tuần thi đấu thứ tư LCK mùa hè 2020, T1 chạm trán đối thủ được đánh giá thấp hơn là Seoul Haewon Prince. Ván một diễn ra cân bằng và bước ngoặt xảy ra ở phút 18 sau tình huống cướp thành công dòng nước của Teddy. Với lực lượng sát thương cùng hiệu ứng khống chế của Ngộ Không, T1 thoải mái lấy bùa lợi Baron và kết thúc ván đấu ở phút 32. Sang ván 2, T1 vô hiệu hóa sức mạnh của LeBlanc, qua đó dập tắt cơ hội gỡ hòa của SP. Thắng lợi nhẹ nhàng 2-0 giúp cho T1 leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Mới đây, Trung Quốc đã ra quyết định không tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế trong năm 2020, ngoại trừ các giải đấu trong khuôn khổ thử nghiệm cho Olympic mùa đông 2022. Điều này đồng nghĩa với việc chung kết thế giới 2020 có nguy cơ bị hủy bỏ, bất chấp cam kết trước đó từ chính quyền thành phố Thượng Hải. Theo ESPN Esports, Riot đang lên kế hoạch tổ chức mới nhằm thu hẹp địa điểm thi đấu thực hiện an toàn cách ly. Dự kiến 24 đội tuyển sẽ phải đến Thượng Hải trước vài tuần để kiểm tra y tế, cách ly tập trung và thi đấu, hoạt động ở cùng một địa điểm trong suốt khoảng thời gian chung kết thế giới diễn ra. Hiện tại, phía Riot Games vẫn chưa phản hồi chính thức về số phận của chung kết thế giới năm nay.